tất cả các bạn. Hôm nay Abi sẽ hướng dẫn các bạn cách làm món mứt dừa non từ sản phẩm dừa non cắt sợi Bến Tre. Nói qua một chút về sản phẩm dừa non cắt sợi Bến Tre, thì sản phẩm này Abi đặt từ xưởng tại Bến Tre đã có sơ chế và đóng gói. Các bạn mua về chỉ cần bảo quản ở tủ đông. Ngoài ra, có một ưu điểm của sản phẩm so với các loại dừa trên thị trường hiện nay là chất lượng dừa đồng đều, không có bị quá già hay quá non. Mọi người yên tâm sử dụng, nó sẽ rất là đồng đều cái thành phẩm cho da của mình. Ở đây thì Abi đã chuẩn bị sẵn một phần dừa và một phần đường theo tỷ lệ. Đó thì mình sẽ trộn đều vào với nhau. Trộn đều vào với nhau và chờ đường tan hoàn toàn. Sau khi chúng ta đảo thì đường sẽ tan dần như thế này. Và mình sẽ đợi trong khoảng 4 đến 6 tiếng để đường tan hoàn toàn và ngấm hẳn vào dừa. Sau đó chúng ta sẽ đem dừa đi xên. Đối với các trường hợp các bạn muốn tạo màu hay là tạo vị cho mứt dừa thì chúng ta có thể thêm màu tự nhiên, siro hay là bột màu. Ở đây Abi đã chuẩn bị một phần dừa đã ướp và có màu rồi. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành xên nhé. Rồi, đầu tiên thì mình sẽ để ở một mức lửa trung bình cao một chút để cho cái dừa của mình nó nhanh được nóng. Và lưu ý là chảo, mình sẽ để chảo khô nhé. Sau đó thì mình mới tiến hành xên dừa. Khi mà mứt dừa sôi lên như thế này thì ta sẽ giảm nhiệt độ xuống mức thấp. Sau đó thì đảo cho đến khi mà mứt dừa sệt lại là được. Sau khi đã xuất hiện những cái hạt đường kết tinh lại như này thì ta sẽ để trạng thái lửa nhỏ nhất và tiến hành xên cho đến khi mứt dừa khô là đạt. Đây là thành phẩm mà sau khi Abi đã xên trong khoảng thời gian là 30 phút. Thì các bạn lưu ý là cái thời gian này nó sẽ tùy vào cái nhiệt độ mà mình sử dụng bếp, loại bếp mà mình sử dụng như thế nào nữa. Nên là miễn sao khi mà mình xên xong thì cái thành phẩm của mình nó khô hoàn toàn, nó sẽ có những cái đường kết tinh lại đây là có thể đạt rồi. Như vậy là Abi đã vừa hướng dẫn các bạn cách làm mứt dừa non từ sản phẩm dừa non Bến Tre cắt sợi. Mọi người lưu ý là mình sẽ sử dụng bảo quản ở nhiệt độ thường, mình bọc kín túi lại thì sẽ để được trong khoảng 7 ngày. Và các trường hợp mà mứt dừa của mình bị ẩm thì mình cũng có thể bỏ ra bếp để mình xên lại và sử dụng như bình thường. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.